Rồi, bây giờ sao, mấy ngày nay sao rồi? Khỏe Khỏe ha? khỏe nhẹ, Ừ. À, bây giờ còn cái gì nữa? không có gì hết. Thì chỗ này thôi, chỗ này thôi, suy giãn tĩnh mạch. Không sao, bây giờ là cố gắng. Vì chiều nay học bài suy giãn tĩnh mạch nữa nè, còn có đau lưng đau gì mỏi Không chân có gì gì, nữa không? bây giờ xin thầy cái ngũ bội tam tinh À, hay rồi, ngũ bội tam tinh đấy, đây ơi, thuộc lòng hết rồi. thôi. Mà thiệt ra là đi chữa bệnh đó mà thấy mọi người vui á, mình thấy cũng vui ha, cũng thấy khỏe ha. À. Là giỏi không? Đang niệm Quan Thế Âm Bồ Tát đó thầy. À. Rồi, ngồi dậy đi. Cảm ơn thầy nhiều. Đấy, dễ chịu chưa? Dễ chịu quá. Dễ chịu quá ha. Ngũ bội tâm tinh nó đặc biệt á, là khi bấm rất đau. Nhưng mà xong cái là hai chân nhẹ hứng nha. Khỏe. À, khỏe ha. Rồi, ok. Rồi. À, mấy ngày nay sao rồi? Dạ thì em thấy nó ra hai cái tay đau vậy em cũng không cảm nhận hết. Cái gì? Đau hai cái tay á. Thử có vai chưa cảm nhận. Tức là vai vẫn còn đau. Biết tại sao không? Phải bị phim hai cái khớp xương vai đó. Rồi hôm qua giờ chồng lạnh rồi sao rồi? Sáng nay thấy đường, thấy được chồng xíu. Có chồng lạnh không? Có chồng. Có chồng thấy không? Ừ. Rồi sáng chồng đã lạnh vô đây nè, có không? Có mà thấy chồng mới chút xíu rồi nó hết lạnh đi. À thì phải nói với mấy người đó cho tôi chồm chút nữa. Cá ngày hôm qua cá nói cho mình nói em. À, nhưng mà người ta không thèm để ý tới. Dạ. À. Cá nói thầy hôm qua dặn là cho anh nghiêm lạnh. Đó. Dạ. Thì phải nói, nó dạ, thầy nói. Cá, em cá nói mà mấy anh em rồi cũng. Cứ lơ lơ vậy dạ, đó. Dạ cứ lơ lơ. Đó. Hay. Đấy. Bây giờ vậy là mới khai được chứ. Thấy không? Rồi. Bây giờ là chiều nay khiếu nại tiếp. Dạ. Rồi. Chồm cho tôi một lần. Rồi hết rồi. Lấy đá chồm tiếp, vì đá đây còn dư chứ không có thiếu, nhưng mà bị mấy người làm biến à. Rồi bây giờ ta hai tay rồi sao rồi? Ô, mấy ngày nay có uống rượu góp được chưa? Mới mua ngày hôm qua nên em đang dùng thuốc tây thầy, nó đau quá em không, em để về Quy Nhơn để không em sao không sao. Cái kia uống thì uống, còn này vẫn cứ uống không sao. Em phải uống thuốc tây ngày cho ông thứ ba lần. Ừ, cái này mình chơi ngày ba lần. Hồi hôm á thầy em bỏ thuốc thuốc tây thử. Ừ. 2 giờ sáng nó đau lại. Nó đau lại. Dạ. Thành thứ cứ uống cái kia. Dạ, vậy uống chung được hả thầy? Đứng chung được. Dạ, dạ. Kết hợp luôn. Chút nữa em uống. Ừ, nha. Rồi chồm lạnh rồi cái là ở đây người ta làm người ta sửa cho. Bây giờ chỉ có hai, chủ yếu là hai cái khớp vai này thôi. Dạ. À, thành thứ là chồm chồm á là khi nào mà sờ tay nè mà không còn nghe nóng nữa đó, bắt đầu mình chồm nóng. Chùm nắm mà chùm nắm gan thôi cho anh. Gan mà chùm luôn ở đây nữa. Yeah. Ừ. Nhưng mà tại vì nó đang viêm, thành ra mình chùm lạnh. Mà nó hết viêm rồi thì nó không có nóng nữa thì mình chùm nóng thì nó mới lành mình được. Ok chưa? Rồi, hôm qua giờ có kéo cổ chưa? Dạ chưa giờ. Giờ kéo cái nha. Rồi nằm xuống đi. Cô này chỉ hai khối vai thôi, kéo cổ, kéo lưng kéo cổ. Ồ, đã chưa? Rồi, ngồi dậy đi. Bây giờ coi sao rồi. Coi cái vai có dễ chịu không? Thử giơ lên coi. À, nó cứng ha. Dạ. Đã cố gắng nha. Em làm gì được chứ mà qua không được. Qua cái quát vô cái này. Gài cái trong nắng cũng được. Đúng thầy. Rồi. Dạ. Tới đây rồi. Chiều nay nói mọi người xin cho tôi chùm lạnh tiếp. Dạ. Nha. Ok. Rồi, thank you. Vậy nha.
Nhưng mà phải ráng ăn 16 8 cho thầy nha. Dạ, để học cái này xong. Học rồi về ăn ha. Dạ. Ừ, nghe lời thầy đi. Tại vì chỉ cần ăn đúng cái đó, cái người mình khỏe lắm nha. Rồi, bây giờ báo cáo nghe coi gì nói nãy uống rượu nhau, rượu góp ngủ làm sao. Dạ, hôm qua thì về cái em mới chườm đá một cái ở cổ. Gai cổ. Tại vì nó thoái hóa cổ. Đó. Rồi một cái ở gan. Thế rồi cái nói mới nhớ ra nói con đi pha cho mẹ cái rượu nhào với lại rượu hớp hớp. Rồi vô nước ấm. Dạ, vô nước ấm. Cái em làm một ly. Thế là em đắp cái đó rồi cái em ngủ luôn lúc đó luôn. Mà đắp đấy. Đến lúc cả hơn tiếng á. Ừ. Lúc dậy thì nhà tối đọc kinh á, đọc kinh xong cái nó hồi vô lại ngủ lại được. Ngủ ngon lành mà không đi tiểu đêm. Đó đó. Và mọi khi em đi tiểu một đêm mấy lần. Đó đó. Dạ. Vâng thì em thấy là cũng hay ghê á. Vâng, nhưng mà có cái điều là cái chân em chưa ngồi gập vô được á. Chưa đâu. Dạ. Tại vì cái hai cái chân của mình á nó chịu một sức nặng quá nặng của cơ thể mình mà nó bị lâu dài rồi thì nó bị tổn thương, mà nó tổn thương mấy cơ tứ đầu này nọ nữa nè, thành ra là mới kêu mọi người làm cái đầu gối cứng chiều nay hoặc là ngày mai gì đó thì nói mọi người chú ý làm cái đầu gối vô cơ thêm mấy cô này. Với cái lưng cũng thấy nhẹ, hồi nãy anh kia anh làm cho cái cổ đẩy cái lưng cũng thấy nhẹ và trường cái đá đó thầy cũng thấy nó cũng mềm ra, cũng thấy dễ chịu hơn. Thấy dễ chịu. Dạ, nghe thấy dễ chịu hơn. Nha, cố gắng ha. Thì kết hợp làm hết mấy cái đó thì mình sẽ có một cái sức khỏe rất là tốt. Ăn thì em chưa có thực hiện được là vì đang đi như vậy. Không, về nhà rồi làm. Dạ. Nha. Rồi nằm xuống đi, 3 trên 1. Dạ, nằm đi. Nằm xuống đi. Nằm. Dạ. Rồi cao lên. Mọi người nhớ tôi dặn đó là khi mà mình đến mình làm này thì cái ăn 16-8 mình chưa thực hiện được thì mình về mình ăn, còn nếu người ăn được càng tốt. Nhưng mà riêng cái rượu ớt, rượu khốp, rượu nhào á là mình phải dùng. Nếu ai có nói mình bị tiểu đường, bị huyết áp gì đó mà mình uống thuốc tây á không sao đâu, bị cái này giống như thực phẩm chức năng, nó chỉ là cây lá thôi mà, thật ra là mình uống kết hợp không có vấn đề gì hết á. Cũng như cái chị này chỉ thực hiện liền ha, mà chỉ uống vô cái là chị ngủ ngon lành đàng hoàng. Mà mình nói cái khổ vậy nè là mình nói là ngủ là cái thức về đi tiểu còn hôm qua cái bà nào mất ngủ nhiều ta, có một người mất ngủ. Rồi đấy, bây giờ làm cái này xong cái là khỏe lắm. Được. Rồi nó khác ghê. Ôi trời. Rồi đẩy lại đây này. Bây giờ nằm lại. Nhìn dưới lại. Rồi đó chỗ nào đó. Rồi. Rồi quay lại đi. Rồi đỡ chưa. Quay qua lại, quay lại, quay lại. Rồi chim qua đây. Đâu? Hình như nó mặn quá là nó bốt rồi đấy. Không sao đâu, không sao đâu. Nằm xuống đi, nằm xuống đi. Xuống, xuống nữa. Để lỏng ra, lỏng ra. Lỏng ra. Hết bút chưa? Đêm rồi không? Rồi.
Rồi ngồi dậy đi. Rồi coi sao rồi. Ngồi quá hai chân sớm. Đào quá hả? Rồi cử động đi. Đó đá. Thấy dễ chịu chưa? Rồi còn khó chịu gì nữa? Mỗi hai cái vai. Mỗi hai vai hả? Dạ. Rồi đứng dậy đi. Vẫy tay lên vai nhìn cho chị đi. Đây, đi từ. Ôi cha, cái chỗ này nó đau thầy, vẫn đau á. À, chỗ này vẫn đau hả? Nãy bẻ nó bị nhói cái chỗ này. Rồi nằm sấp chỗ này. Ôi da. Sợ quá. Đau chân lại. Giờ thấy nè. Rồi, hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Rồi, đo lại đi. Rồi, được rồi, ok rồi. Rồi, Duy ngồi vậy đi. Rồi, có đỡ chưa? Sao? Dạ, thầy con bị té, rồi thoát bị đĩa đèm, từng cột xuống đắt lưng. Thì con ở Vũng Tàu, con mở YouTube thì con thấy kênh của thầy. Thì con có gọi điện nhờ mấy bạn đó, ship đá, nè, rượu. Đầy đủ hết á. Đầy đủ về con uống, rồi quanh 16-8 con giảm được 5kg. Thì con cũng nhẹ nhiều rồi mà. Người ta kêu đi nằm giường, con đi nằm 2 tháng, giờ nó đau hung nữa. Nó đau mà cái mông này dở không lên luôn thầy. Được rồi. Thì vô đây thấy nhẹ nhẹ rồi. Nhẹ nhẹ rồi hả? Dạ. Rồi nằm xuống đi. Nằm sắp đây nằm nữa cô. Rồi, thả lỏng mềm ra đó, vậy đó. Rồi, 4 trên 1 cho đây. Rồi, nằm đi qua đây. Thôi chưa được đâu, chưa được con này dễ lần luôn. Phải tập lại. Rồi. Viêm tủy cắt ngang cái này. Bây giờ tôi đây tôi đang làm bệnh. Rồi. Rồi cái 4 trên 1 chưa? Ừ. Rồi vậy nằm xuống này, nằm xíu. Nào nào bên nào vậy chị? Rồi đi ngồi bên kia.
Lắm thở rồi. Đau gì? Đau. Đau em. Nó chịu khó chồm vô đó. Mà ở nhà mình, ở nhà đó là rảnh nó cứ làm chồm, rảnh cứ chồm. Ừ. Ok rồi, nhẹ chưa? Sao rồi? Cười mỉm mỉm nha. Dạ, nhẹ rồi. Rồi nhẹ rồi không? Rồi thôi, vậy. Rồi tiếp.